Xin chào các bạn, trước mặt chúng ta là một cây đỗ quyên hồng ạ. Một cây đỗ quyên hồng chiều cao cỡ khoảng độ 45 cm, chiều ngang cỡ 80 ạ. Vâng, một đế của nó rất sushi, già luôn, đẹp. Mình xem qua hoa của nó nhé. Tất cả các đầu ngọn đều có mầm, có bông hết. Đến khi nó lở đồng loạt thì nó sẽ hồng hết toàn bộ như này. Đẹp quá, một cây tuyệt đẹp. Tất cả các đầu ngọn đều có lụ hết rồi. Các bạn nhìn này. Vượt hết rồi. Và đây là hoa. Một cây đỗ quyên tuyệt đẹp. Đẹp quá. Vâng, và đây là tổng thể của cây ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip sau.